Sáng nay, Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh họp trực tuyến toàn tỉnh về tình hình công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới trên địa bàn. Cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo. Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là một số địa phương đã xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng. Một số ca bệnh có liên quan đến nhiều địa điểm tập trung đông người như quán cà phê, công ty, chợ. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.147 ca F0. Riêng ngày 31 tháng 10 năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 17 ca bệnh khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận định dự báo tình trạng F0 có xu hướng tăng trong cộng đồng, khu cách ly tập trung trong thời gian tới. Chính vì vậy, chính quyền các địa phương, các cấp, các ngành phải tăng cường đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine trên diện rộng và năng lực giám sát, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch với phương châm chặt chẽ nhất, tối ưu nhất để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, duy trì phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Liên quan đến công tác dạy học khi phát hiện có ca F0, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế, giáo dục và các địa phương bám sát tình hình dịch bệnh, yếu tố dịch tễ để tiến hành khoanh vùng, cách ly có khoa học, tiến hành khu trú các lớp, khối lớp để đảm bảo an toàn cho việc học tập cho các em học sinh. Đối với các em học sinh chuẩn bị nhập học vào các trường đại học tại Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Đại học Huế làm đầu mối tiếp nhận, giám sát các sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm nhất, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp nhận cụ thể, có tổ chức, rõ ràng nhằm đảm bảo việc tầm soát, an toàn phòng dịch. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiến hành bố trí tiêm vaccine cho các em sinh viên chưa được tiêm khi nhập học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh với tinh thần đúng quy định, nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện mã QR code, hỗ trợ người dân làm thẻ. Tất cả người khi ra vào các địa điểm công cộng, công sở, dịch vụ phải thực hiện quét mã QR code.